phản ứng thiêu đốt thì kết hợp giữa nguyên tố thảo và nguyên tố hỏa là cái gì đó rất là cùi bắp trong những cái dòng phản ứng liên quan tới nguyên tố thảo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của mình khi mà 3.0 ra mắt. Nhưng bây giờ mình phát hiện ra sai lầm rồi. Mấy hôm nay càng chơi càng phát hiện ra phản ứng thiêu đốt có rất là nhiều thứ để nói. Và hôm nay video này sẽ minh quang cho phản ứng thiêu đốt nha. Đó, cho tới giờ thì mình phát hiện ra thêm 3 kiểu chơi nữa. 3 kiểu chơi của phản ứng thiêu đốt rất là thú vị và cũng hiệu quả luôn. Thực chiến đàng hoàng nha, không phải là chơi vui. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho thêm 3 kiểu đó ha. Mở lên. Rồi. Rồi, mở lên. Đây. Kiểu đầu tiên là mình tận dụng phản ứng thiêu đốt với cái khuếch tán. À, tức là mình cho hỏa với thảo nó đốt con quá chứ cháy thì con quá nó cháy rất là lâu, và trong quá trình cháy đó mình sẽ lấy phong mình đánh khuếch tán vô. Khuếch tán làm chi? Khuếch tán để kích cái diệt tịnh tam nghiệp, cái sát thương của cư e của thảo thần á. Ừ, thêm cái lầm tưởng của mình và cũng nhiều người nữa là thảo thần khi mà mình đặt cái dòng e rồi thì phải đánh phản ứng liên quan tới thảo nó mới nổ. Không, chỉ cần bất kỳ phản ứng nào anh em chỉ cần tạo phản ứng là cái diệt tịnh tam nghiệp nó nổ thôi, thì trong đó có phản ứng khuếch tán của nguyên tố phong ha. Mình cho lửa cháy, con quái nó đang dính cái chiêu e của thảo thần á, khuếch tán một cái nổ diệt tịnh tam nghiệp luôn. Đây nè, à, dính vô cái nha, à, cho lửa vô thiêu đốt rồi chưa, cái này làm sức à, thấy không, cái lúc thiêu đốt này nó vẫn nổ cái diệt tịnh tam nghiệp nè. 2.5 giây lần canh canh nè, chuẩn bị nè. À, thấy không, nó nổ thiêu cái diệt tịnh tam nghiệp á. Cái này mình cố tình đánh chậm chậm để làm video review, à, thành ra mình đánh cảm giác nó lâu ha, nhưng thực tế nếu mà đánh đào hoàng nhất là nhanh. Nhiều video trước mình làm kiểu mà review kiểu này nên nó sao yếu quá, đánh chậm, tại vì tôi đánh chậm để mấy ông coi cho rõ, chứ dồn Lisa Bennett vô là banh sát hết đó. Thấy không, 2.5 giây. À, ồ, con này đã không, thì dù mấy cha nào mà men thì dù đánh kiểu này phê lắm nha. Vô thằng này đó, đầu tiên vô kia thảo thần, đặt cái này lên, đặt cái nọ lên để bức tinh thông Menet nè, khúc này muốn đàng hoàng nè, dồn lên nè. Thêm một cái gọi là cái này là cái nâng cao thêm nữa, cái này mình add thêm một cái phản ứng lôi vô trong đây, thì lôi đánh với hỏa thì nó tạo ra cái gọi là cái quá tải, thêm cái lượng sát thương nữa. Mà phản ứng quá tải xảy ra thì nó vẫn nổ cái gì tình tâm nghiệp ha. Đó, nổ cái ghe của thảo thần á. À, thảo thần giờ không cần ra sân, đứng trong sân thôi chứ e vẫn nổ đùng đùng nha. Team này quấn đào hoàng được nha, team này là team đi hoàng được nha anh em. Ai chơi hi du cứ chơi, không phải là dàn rảnh rỗi xin nông nổi kiếm chuyện bài content nha, ghê không. Đó, đó là kiểu chơi mình sử dụng cái nguyên tố phong để khuếch tán cái hiệu đốt để nổ đạp diệt tịnh tam nghiệp rất là ngon. Thì trong quá trình này anh em có thể ứng dụng thêm, bỏ thêm phản ứng lôi để tạo ra quá tải, nó thêm cái đam quá tải nữa thì nó sẽ đam nhiều hơn, thấy không, đẻ ghê hồn. Lisa khá là phù hợp nha, thấy Lisa nó hợp còn hơn cả con lôi khác. Phi sò thì phi lôi không bằng phi Lisa bây giờ trở lại á. Sự xuất hiện của thảo thần khiến cho nhiều con gọi là nhân vật trước giờ bị móc meo, không ai thèm xài, không ai thèm ngót nữa. Bây giờ quay trở lại Lisa mình chơi hôm nay thấy ok đó, và sắp tới cái Barbara chơi rất là đã, và hôm nữa mai sẽ đăng video những nhân vật được hồi sinh nhỏ thần. Rồi tiếp theo quay trở lại câu chuyện của mình là phản thiêu đốt, thì thêm một cái ứng dụng của thiêu đốt mà mình cũng rất là hay xài và rất thích luôn, anh em coi livestream sẽ biết, đó là dùng thiêu đốt để làm phản ứng tan chảy. Quá dễ dàng, nghe không, lửa cháy nhiều quá mình tận dụng lửa đó để mình đánh băng vô tan chảy. Có một số cha gọi là tan chảy ngược gì đó, nói chung tan chảy ngược, tan chảy xuôi nó cũng thứ anh em. Đời cơ bản khi nói với tới tan chảy là nói tới chuyện con băng đánh vô con hỏa, băng đánh vô hỏa, hỏa cháy lúc nào cũng cháy, băng đánh vô một cái được cái tan chảy này. Chứ khi nào người ta nói tan chảy là lấy hỏa đánh vô băng, không có cái gọi là canh tan chảy xuôi. Sau này không biết sao chứ hiện tại không có ha, đánh không ok, khó làm hơn lắm, không hiệu quả. Nói tới tàn chảy là cũng băng đập vô hỏa, mà trả lời vấn đề của mình là lửa cháy như vậy, thiêu đốt như vậy rất là ngon, lấy băng tận dụng đập vô. Mấy hôm trước có làm video về nói chuyện này rồi, cũng như là livestream mình đánh rất là nhiều, và có con đặc biệt phù hợp là ganh du cực kỳ phù hợp luôn. Những con khác cũng được nhưng mà không quá ngon, mình có làm Ayaka cũng được nhưng không quá ngon, Heya cũng được. Ganh du chơi lối này mạnh cực kỳ luôn. Rồi, em phê không? Quá phê luôn.
Tới đây á, mình lại có một cái ý tưởng là gì phải không? Ý tưởng là mai mốt con Scaramouche, con Wanderer, đổi tên là Wanderer. Wanderer là một nhân vật hệ phong, cầm kiếm chém chém chém. Thì nó có lối đánh kết hợp giữa Hiyu với lại Kanyuha là một quân đi bếp hệ phong. Thì lúc đó mình cho Wanderer đi chung Thảo Thần được luôn. Cho thiêu đốt xong lấy Wanderer từ trên không bay dúng chém. Nó nổi gì cơ lâm nghiệp, vừa có đam nữa. À, rất là đã luôn. Đó. Bây giờ hôm nay là minh quang cho phản ứng thiêu đốt nha. Anh em nào chơi thiêu đốt cứ thoải mái đi. Trời, Thảo Thần giờ phản ứng nào cũng làm được, không ngại luôn. Thậm chí cả hệ nham cũng kết hợp được luôn. Video tiếp theo mình sẽ nói về sự kết hợp của hệ nham đối với Thảo Thần nha. Còn bây giờ có lẽ là mình làm video ngắn ngắn là dễ xem. Ôm đầm nhiều nội dung quá cho một đôi thì cho một video thì nó dài. Rồi, video kết thúc tại đây. Anh em nào mà có cái thắc mắc gì thì để lại cái nhận xét ở dưới comment ha, mình sẽ giải đáp cho anh em. Và bây giờ đừng quên cho một like, ấn vào nút đăng ký kênh nếu các bạn chưa có đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào ra trong tương lai ha. Xin chào và hẹn gặp lại. BC.